À, nếu mà so kè với Toyota Vios hơn là City thì anh chị sẽ nghĩ đến dòng xe nào anh chị? À, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến chị mẫu xe Honda Accent, một mẫu xe mà có thể nói là cạnh tranh thường xuyên với dòng Toyota Vios hay là Honda City, và với mức giá hiện tại từ 439 triệu đồng đến 569 triệu đồng thì mẫu xe Honda Accent thế hệ mới này sẽ có những trang bị cũng như chi tiết nào, mời quý chị tiếp tục theo dõi phần video của mình nha. Kính chào quý anh chị, mình là Kiệt đến từ đại lý Hyundai Tedo tại Cần Thơ nha. Video này mình sẽ review cũng như là đánh giá và chi tiết về mẫu xe Hyundai Accent thế hệ mới. Và cái sản phẩm mình review sẽ là cái sản phẩm Hyundai Accent phiên bản 1.5 cao cấp. Thì đối với dòng xe Accent chị, là mẫu xe thường xuyên nằm trong top 10 xe bán chạy, hay nói đúng hơn là nằm trong top 3 luôn chị. Mẫu xe bán chạy Hyundai Accent kể từ thời điểm ở thế hệ năm 2018 thì đã được quý khách hàng đón nhận rất là mạnh mẽ. Và thường xuyên nằm trong gọi là top 3 mẫu xe bán chạy nhất, sau kè trực tiếp với mẫu xe Toyota Vios hay là Honda City. Đối với dòng xe Honda Accent thế hệ mới này đã được nhà máy ra mắt vào thời điểm đầu tháng 6 với mức giá bao gồm tùy chọn 4 phiên bản. Trong đó nếu như anh chị lựa chọn phiên bản Accent 1.5 số sàn thì sẽ có mức giá là 439 triệu đồng. Phiên bản Accent số tự động bản tiêu chuẩn thì sẽ có mức giá là 489 triệu đồng. Và phiên bản Accent đặc biệt thì sẽ có mức giá là 529 triệu đồng. Và phiên bản đang đứng kế cạnh mình đây sẽ là Accent dòng 1.5 cao cấp với mức giá là 569 triệu đồng. Và mẫu xe Hyundai Accent này anh chị, hiện tại trong thời điểm tháng 9 này sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ áp dụng từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024. Và nếu như anh chị lựa chọn Accent này, có nghĩa là anh chị đang tiết kiệm được cũng khá tiền. Đối với phiên bản cao cấp là 569 triệu đồng thì đâu đó anh chị tiết kiệm cũng đã hơn 25 triệu đồng rồi anh chị. Quay lại về mẫu xe Accent thế hệ mới này thì Accent 2024 đã được nâng cấp, có thể nói là từ ngoại thất bên ngoài, thiết kích thước cũng như là trang bị lại cái nội thất bên trong xe, đặc biệt là nâng cấp về khối động cơ, từ động cơ 1.4 lít bây giờ đã nâng lên là động cơ 1.5 lít Smart Stream, với hộp số cũng đã được thay đổi. Và đặc biệt nếu như anh chị lựa chọn phiên bản cao cấp này, sẽ có thêm cho quý khách hàng gọi là gói an toàn chủ động Hyundai Smart Sense nha. Bây giờ mình sẽ review cũng như là đánh giá chi tiết về tổng thể mẫu xe Hyundai Accent. Đầu tiên chúng ta sẽ đi về phần ngoại thất của xe. Ở phần thiết kế và đầu xe thì có thể nói là Hyundai Accent thế hệ mới nhìn không có giống gì so với là mẫu xe Accent cũ anh chị. Mặt ca lăng hầu như được làm lại hết luôn. Cụm đèn chiếu sáng cũng đã đặt thấp hơn so với là cái mẫu cũ. Với mẫu mới này sẽ được nâng cấp từ đèn dạng halogen lên là đèn led luôn. Và xe vẫn được trang bị một tính năng rất là an toàn cho quý khách hàng là gọi là đèn chiếu góc nha. Có nghĩa là khi anh chị đánh một góc bên trái hay bên phải thì đèn sẽ sáng thêm một cái góc ở cái hướng đó để cho anh chị mình quan sát cho nó dễ hơn. Mặt ca lăng này thì hầu như là nhìn không có giống gì so với mẫu cũ cả. Thiết kế của nó cảm giác nó hơi hướng một chút gì đó gọi là tương lai. Với cái cụm đèn định vị nó sẽ nối dài từ cái không gian nắp capo bên tài qua lớn liền bên kia là không gian nắp capo ở bên phụ luôn. Mặt ca lăng đối với phiên bản cao cấp này sẽ được làm dạng đèn bóng anh chị. Đèn bóng ở phía dưới thì sẽ được trang bị là đèn sương mù, với đây là đèn halogen projector ha. Và phần mặt ca lăng thì nó sẽ có thêm cái phần logo 2D được dập nổi ở trên cái nắp capo của mẫu Accent mới này. Nắp capo thì cũng rất là khỏe khoắn với những cái đường gân dập nổi anh chị, 1, 2, 3, 4, 4 cái đường gân dập nổi tạo nên cái sự cứng cáp của xe. Đối với mẫu Accent thế hệ mới anh chị, thì cái chiều dài cơ sở đã được dài hơn so với mẫu cũ lên đến là 70mm. Thêm vào đó nữa là khoảng sát gầm cũng đã được nâng lên từ 150 lên đến là 165mm, mang đến cho một cái con xe mà cảm giác là nó vừa dài vừa rộng. Và sẵn sáng gầm này anh chị, cũng thật sự là hiện tại đang là cao trong phân khúc rồi, so với Toyota Vios hay là Honda City ha. Thì đối với cái ngoại hình ở bên hông của mẫu xe Accent mới này anh chị, cũng làm những cái điểm khác biệt so với cái thế hệ cũ rất là nhiều. Đầu tiên cái mà anh chị dễ dàng nhìn thấy được là cái phần dự dập nổi ở bên hông xe. Cái sự dập nổi này nếu như anh chị nhìn thì anh chị sẽ thấy ở các mẫu xe hiện tại đang có, như là dòng xe Hyundai Elantra nè, dòng xe Tucson nè, là có những cái đường gân dập nổi như thế này. Thì Hyundai gọi là Parametric Dynamic anh chị, nó làm cho cái xe mình trở nên cứng cáp hơn.
Đối với phần cột C ở mẫu xe Accent mới này anh chị, thì nó cũng đã được vuốt dài ra, làm cho cái con xe của mình với cái thiết kế fastback như thế này, làm cho con xe nó trở nên nó mềm mại hơn, nó thanh thoát hơn, và cái hệ số cản gió cũng đã được thấp hơn. Đối với mẫu xe Hyundai Accent thế hệ mới này thì sẽ được trang bị cho khách hàng những cái tiện ích như là tay nắm cửa mạ chrome tích hợp với mẫu khóa một chạm nè, đường viền mạ chrome nè, gương nó sẽ có tích hợp đèn báo rẽ và sẽ có cảnh báo điểm mù trên gương. Về bánh mâm thì đây là một cái điểm không phải mới, nhưng mà nếu như so với cái mẫu cũ anh chị, thì cái bánh mâm này được nhiều khách hàng đánh giá là đẹp hơn so với mẫu cũ, với cái chi tiết gọi là phay xước nhìn nó đẹp hơn. Vành mâm thì nó vẫn là vành mâm có kích thước là 16 inch, tuy nhiên mẫu mới sẽ được trang bị thêm nữa là cảm biến áp suất lốp anh chị, tạo thêm cái sự tiện ích và thuận tiện cho quý khách hàng trong quá trình mình sử dụng xe, khỏi cần phải đi kiểm tra hoặc là quan sát cái bánh xe nha. Cảm biến áp suất lốp này nó sẽ thông báo trực tiếp về màn hình ở sau vô lăng luôn, và báo cho anh chị từng bánh luôn, để cho mình có thể biết được là bánh xe của mình nó đang mềm hay đang cứng, hoặc là nó có bị bể hay không ha. Ở cái phần đuôi xe thì mẫu xe Accent mới cũng làm lại luôn cả phần đuôi anh chị. Với cái phần đuôi xe nhìn nó hơi bầu bầu một chút, nhưng mà nó sẽ có một cái đường đèn LED nối dài từ cụm đèn bên trái và cụm đèn bên phải, và chữ Accent nó sẽ lồng ở bên trong cái cụm đèn này luôn. Logo 2D được đặt phía trên. Đó, phiên bản cao cấp thì sẽ được trang bị như là anten vây cá, có sấy gương, đèn thanh trên cao, camera lùi, cảm biến lùi. Và Accent thế hệ mới vẫn được trang bị cho khách hàng là mở cốp ở phía sau, cũng như là mở cốp từ xa anh chị. Về không gian cốp thì nó cũng khá là rộng. Nếu như mà anh chị đi hành trình dài thì nó có thể chứa tầm khoảng 4 đến 5 cái vali. Và đặc biệt nếu như anh chị lựa chọn phiên bản đặc biệt hay là cao cấp, thì đối với không gian hàng ghế 2 anh chị vẫn có thể gập xuống được để mình có thể để những cái hành lý nào mà nó hơi cồng kềnh ha. Ở phía dưới phần cản thì nó vẫn có thêm những cái họa tiết dạng dynamic anh chị, dynamic kim cương đó, nó dạng cắt như thế này, làm cho cái con xe của mình cũng có thêm một cái điểm nhấn và cái sự đặc trưng của dòng xe Hyundai Accent khi mà mình nhìn ở phía sau, và đặc biệt là khi mình đi vào ban đêm ha. Về nội thất bên trong xe thì đối với mẫu Accent thế hệ mới này anh chị, về cái kích thước chiều rộng cũng đã được tăng hơn 36mm và chiều cao cũng thêm 15mm nữa, làm cho cái không gian ngồi bên trong xe nó cũng trở nên nó rộng rãi hơn rất là nhiều so với mẫu cũ. Và nếu như anh chị tinh ý thì có thể thấy được là mẫu Accent mới này cái kích thước của nó gần bằng với một con xe ở phân khúc cỡ C rồi anh chị, hay còn gọi là B cộng là cũng được luôn rồi đó. Với mẫu xe Accent phiên bản cao cấp này anh chị, thì vẫn có những cái tiện ích dành cho quý khách hàng như là cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai, sẽ có hai cái ổ cắm dạng taxi được cắm ở dưới này, và thêm nữa là nếu như anh chị lựa chọn phiên bản cao cấp thì nó sẽ có cho mình là chất liệu ghế da và ghế có thể gập được, và sẽ có cái phần tựa tay ở hàng ghế thứ hai ha. Tông màu nội thất của mẫu xe Hyundai Accent sẽ là tông màu đen, để cho anh chị ngồi nó không có cảm giác là nó bị dơ, cũng như là nhìn thêm cho nó cái sự sang trọng ở bên trong mẫu xe của mình. Đối với Accent thế hệ mới này vẫn được trang bị cho khách hàng là tính năng đề nổ từ xa cũng như là mở cốp từ xa ha. Và đối với tính năng đề nổ từ xa thì vẫn là một cái tính năng có thể nói là giúp hỗ trợ khách hàng rất là nhiều, mà nếu như nhìn qua nhà kế bên Toyota Vios thì sẽ chưa được trang bị cái tính năng đề nổ từ xa này. Rồi bây giờ mình sẽ cùng tiến vào không gian nội thất ở bên trong hàng ghế thứ nhất, xem mẫu xe Accent này sẽ được trang bị những tính năng nào nha. Đầu tiên là về cái chi tiết vô lăng, thì anh chị thấy là vô lăng của một Accent mới này thì nó làm khá là đơn giản, với hai cái chấu ở hai bên thôi, không có một cái chấu ở giữa, hay là giống như mẫu Elantra thì nó sẽ là 4 chấu ha, chỉ có hai chấu thôi. Trên hai chấu này thì nó vẫn có những cái phím bấm rảnh tay, và nếu như anh chị trang bị cho mình phiên bản cao cấp thì nó sẽ có như là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường nè, rồi thêm là cái tính năng cruise control, kết hợp với đó là thêm một tính năng là giới hạn tốc độ. Ở phía sau vẫn có lẫy số vô lăng, bên này nó sẽ có vị trí như là đèn sương mù và đèn auto nha. Màn hình ở sau vô lăng sẽ là một cái màn hình có kích thước là khoảng 8 inch, và hai cái màn hình này đều toàn bộ là màn hình điện tử hết ha anh chị, làm cho cái việc mà mình quan sát nó trở nên nó trực quan hơn rất là nhiều. Bên tay trái của mình thì nó sẽ có những cái phím chức năng như là lên xuống kính nè, bằng điện,
Và đối với vị trí kính tài nó sẽ là kính auto lên và xuống. Ở đây là lóc kính. Thì đối với việc lóc kính này nó chỉ lóc ở cái kính ở hàng ghế thứ hai thôi anh chị, bao gồm kính bên tài và bên phụ hàng ghế thứ hai. Sẽ có phần gương gập điện. Và đối với cái gương này nó cũng đã được làm mới hơn so với mẫu cũ. Hồi trước nếu như mà anh chị lóc cửa lại thì lúc này là gương nó sẽ không có gập nha anh chị. Tuy nhiên đối với thế hệ mới thì gương nó sẽ gập lại nếu như anh chị lóc cửa. Bên này thì nó sẽ vẫn có những cái nút bấm rảnh tay như là điều chỉnh âm lượng nghe cuộc gọi nè. Ở phía dưới thì nó sẽ có cho mình như là lẫy chuyển số, bên này sẽ là cần gạt mưa. Ở cái màn hình mới này anh chị vẫn được tích hợp cái bản đồ dẫn đường của Hyundai Thành Công Việt Nam. Thì ở đây anh chị thấy toàn bộ là bằng tiếng Việt hết nha. Toàn bộ là bằng tiếng Việt hết để cho anh chị mình quan sát cho nó dễ. Trên này thì nó sẽ có cho mình như là những cái biển cảnh báo tốc độ giúp cho anh chị mình lưu thông nó đúng quy định của nhà nước hơn. Và toàn bộ anh chị sử dụng bằng miễn phí. Màn hình này thì nó vẫn tích hợp những cái chức năng nghe cho anh chị như là nghe radio nè, nghe cuộc gọi nè, nghe thông qua nhạc của Bluetooth hoặc là kết nối với Apple CarPlay hoặc là Android Auto nha. Đây là những cái chức năng được trang bị cho mẫu xe Hyundai Accent thế hệ mới 2024 phiên bản cao cấp. Ở phía dưới này, nếu như anh chị lựa chọn cho mình bản cao cấp thì sẽ có một tính năng có thể nói là duy nhất trong phân khúc hiện tại, là tính năng làm mát ghế. Và đặc biệt là ở miền Tây của mình chị, khí hậu nóng ẩm, thì cái việc mà làm mát ghế cho những chuyến hành trình dài á, hoặc là nóng nực thì nó sẽ giúp cho mình dễ chịu hơn. Phía trên thì nó sẽ có những cái vị trí này là cảm ứng ha anh chị. Cảm ứng điều hòa, nó sẽ có điều hòa tự động cho mình nha. Bên này thì nó sẽ có hai vị trí để cho điều chuyển. Một là thông qua bấm nhấn vào một cái thì nó sẽ là hệ thống điều hòa, nhấn vào một cái thì nó sẽ là hệ thống giải trí nha, điều hòa nè, giải trí nè. Thiết kế nó cũng khá là tối giản để cho nhìn nó không có bị rối ha anh chị. Ở phía dưới này thì mẫu xe Hyundai Accent mới được trang bị thêm nữa anh chị là chế độ lái. Đây là một cái tiện ích rất là hay, giúp cho anh chị tăng thêm cái sự trải nghiệm cho những chuyến hành trình của mình. Chế độ lái này, anh chị nhìn lên này, nó sẽ bao gồm 3 chế độ lái như là Eco, Normal và Sport ha. Bên này nó sẽ có nút View. Nút View ở đây có nghĩa là giúp cho anh chị mình coi được cái camera phía sau nha. Camera phía sau đó, đây. Rất là trong, rất là trực quan chị. Chỗ này em còn một cái miếng dán nữa, thành ra là nó không có thể hiện rõ hết được những cái chất lượng hình ảnh. Chất lượng hình ảnh ha. Và cái màn hình này nó thể hiện luôn cả cái góc đánh lái khi mà anh chị mình đánh lái bên trái hay bên phải nha. Có các vạch nữa, cũng như là các vị trí cảm biến nữa. Rất là nhiều cái tiện ích để cho anh chị mình có thể mở sử dụng để mình lùi xe cho nó an toàn. Ở phía dưới này nữa, thêm nữa những cái tiện ích dành cho mẫu xe Hyundai Accent thế hệ mới anh chị. Thì nó sẽ có như là sạc không dây nè. Ở đây sẽ có cái hốc sạc không dây, sẽ có một cái hốc USB, một cái hốc 12V và một cái hốc dạng taxi để cho mình sạc nha. Cái USB này anh chị có thể xem được cả video luôn. Nếu như anh chị có chép video vào trong USB thì anh chị có thể xem được ha. Chỗ này là anh chị để sạc không dây nè. Trong xe thì có khá là nhiều cái chi tiết được bọc da, nó làm tăng thêm cái sự sang trọng cho mẫu xe của mình. Như là ở đây, những cái phần viền này cũng bọc da nè anh chị, bọc da mà màu đen, làm xe mình nó không có bị dơ. Và cái ghế này thì nó sẽ là ghế da, có những phần đục lõ ở đây để nó thêm cái tính năng gọi là làm mát ghế anh chị. Đối với thế hệ mới thì xe vẫn được cái phần tựa tay ở đây, tựa tay ở đây ha. Trong này có thêm cái hốc để đồ. Ở phía trước một chút thì nó sẽ có thêm cho mình là cái phanh tay điện tử hay là cái vị trí gạt tàn thuốc ở đây. Một vài điểm đã được lược bỏ trên mẫu xe Hyundai Accent thế hệ mới này, như là xe sẽ không còn cái phần gương chống chói bằng điện nữa hay là cửa sổ trời. Tuy nhiên đối với mình thì hai tính năng này nó cũng không thật sự là quá cần thiết. Nhưng mà ngược lại, những cái tính năng như là sạc không dây nè,
làm mát ghế, sửa ghế nè, thì nó lại rất là hữu dụng trong quá trình mà anh chị mình di chuyển ha. Thì cái này cũng là tùy đánh giá mỗi người thôi, mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau về những cái trang bị cũng như là có cái nhu cầu sử dụng khác nhau ha anh chị. Về cái trải nghiệm vận hành thì đối với mẫu xe mới này, một điểm mà đã được làm thay đổi lại rất là mạnh mẽ, một điểm nó đúng hơn là cố hữu của mẫu xe Hyundai Accent mẫu cũ, chính là về cái động cơ. Thì động cơ mẫu cũ nó chỉ có 1.4 lít thôi, thì khách hàng nó là yếu, và hộp số thì là hộp số AT. Cái hay của hộp số AT là nó sẽ chịu được cái moment sóng lớn, tuy nhiên nó là dở cái là khi mà mình tăng tốc thì nó lại không có mượt mà. Thì đối với mẫu mới này anh chị, mẫu xe Hyundai Accent 2024 đã được nâng cấp từ động cơ 1.4 lít lên động cơ là 1.5 lít Smart Trim. Động cơ này nó sẽ bao gồm 2 kim phun cho mỗi động cơ, tức nghĩa là sẽ có tả 80 kim phun cho 4 cái động cơ, công suất lên đến là 115 mã lực. Về cái hộp số thì nó cũng đã thay đổi từ cái hộp số 6AT chuyển qua là hộp số CVT, hay nói đúng hơn là một biến thể của CVT là dòng IVT. IVT nó sẽ tối ưu hóa hơn về vấn đề chịu tải cũng như là về cái moment sóng. Mẫu Accent mới này có mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ rơi đâu đó tầm khoảng từ 5.8 cho 100 cây tính cho đường hỗn hợp. Về cái vận hành thì mẫu xe phiên bản cao cấp nó vẫn được trang bị cho khách hàng 3 chế độ lái như trước đó mình cũng chia sẻ, và thêm nữa là sẽ có lẫy số trên vô lăng. Dẫn động thì đối với phân khúc ở cỡ B này thì chỉ là dẫn động cầu trước thôi. Và mẫu xe Accent 2024 với động cơ mới này nó mang đến một cái trải nghiệm phấn khích hơn. Nó làm cho cái việc mà mình vận hành xe nó bốc hơn, chạy mượt mà hơn, và có thêm chế độ lái nữa, nó sẽ linh hoạt để cho quý anh chị mình có thể sử dụng các chế độ lái này nha. Về an toàn thì mẫu xe Hyundai Accent 2024 phiên bản cao cấp này anh chị đã được nâng cấp một cái gói an toàn thông minh, hay bên Hyundai mình gọi là gói an toàn Hyundai Smart Sense, với những cái hệ thống phòng tránh va chạm phía trước FCA, phòng tránh va chạm điểm mù BCA, phòng tránh va chạm cắt ngang khi lùi RCCA, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường cũng như là cảnh báo người ngồi trong xe, rồi cảnh báo gọi là khi rời khỏi xe anh chị, giúp cho việc mình vận hành xe nó trở nên an toàn hơn. Về túi khí thì mẫu xe Hyundai Accent thế hệ mới này phiên bản cao cấp sẽ được trang bị cho mình an toàn là 6 túi khí. Còn những cái an toàn cơ bản vẫn được trang bị ha anh chị, bao gồm hệ thống chống bối cuốn phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh MBD, hệ thống cân bằng điện tử ESC hay là khởi hành nghiêng gấp HAC, một cái list danh sách anh chị có thể tham khảo. Về màu sắc thì mẫu xe Hyundai Accent mới này sẽ được trang bị cho khách hàng là bao gồm là trắng, màu đỏ, màu đen, màu vàng cát, màu xanh dương và màu bạc ha. Về thời gian bảo hành thì xe sẽ được bảo hành với khách hàng là 5 năm hoặc là 100.000 cây tùy điều kiện nào đến trước. Hiện tại thì các dòng xe Hyundai Accent đã được có mặt ở các cả các đại lý hệ thống Hyundai trên cả nước rồi. Anh chị mình quan tâm thì mời anh chị đến với đại lý Hyundai. Nếu như anh chị ở khu vực miền Tây thì kính mời anh chị có thể đến với đại lý Hyundai Tedo để thể coi xe và trải nghiệm các mẫu xe của Hyundai, đặc biệt là dòng xe Hyundai Accent phiên bản 1.5 cao cấp như mình đã giới thiệu nãy giờ. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi phần video này. Mình là Kiệt đến từ đại lý Hyundai Tedo tặng thôi ha anh chị.